Thương vụ F-16 của Việt Nam với Mỹ có tiến triển gì không anh Duy? Đã nói là tình trong như đã, dẫu ngoài còn e, báo chí nó cũng đăng nữa mà giờ mày hỏi. Cái đó là đang đàm đạo, có thể là thống nhất rồi thôi, này mình làm riêng đi, đừng lên báo chí đồ, tụi bay bươi cho dữ vô. Đúng là cái gì giấu giấu nó thích tìm hiểu em. Mấy cái đó là yếu tố nhạy cảm hiểu không? Của Việt Nam mình giấu đi, đừng la rùm. Chứ anh thấy cũng có mấy mấy kinh đi chém gió đó cũng hơi bị ghê á. Nó làm như họp có mặt nó. Việt Nam đòi mua trả góp, Mỹ không bán, rồi này chắc hóng nè. Sao biết? Ví dụ nó bậy đâu được nha. Phải có nguồn đồ, ít gửi Reuters rồi. Giống như cái vụ mà Intel rút á, thì cái đó là báo chí cũng chưa đăng nhưng mà Reuters đã đăng rồi. Mà Reuters là báo uy tín chắc có nó mới đăng. Còn nếu mà không có nó đăng xong nó gỡ liền à. Reuters nó uy tín thằng lung bọt nha mấy em. Thằng Forbes, lộn lộn Forbes, lung bọt cũng uy tín nữa. Mỹ liệt Việt Nam vào nước thao túng tiền tệ như vậy có thỏa đáng không? Thì cà phê cà pháo thôi, xuất khẩu siêu qua nó nhiều quá, nó vậy đó. Ông chơi ông phải hiểu luật, chứ không phải ông chơi ông không hiểu. Việt Nam bây giờ xuất khẩu thặng dư qua Mỹ rất là nhiều. Mà nước nào xuất khẩu nhiều bả nó gõ cốp liền. Thì từ từ đó mình cà phê cà pháo nhập khẩu cân bằng lại. Anh Duy có thể giải thích tại sao về nợ Mỹ, nợ công Mỹ với Trung không ạ? À? Giải thích nợ công đi mượn nợ thôi chứ giải thích gì mày? Nợ công mà đi mượn nợ thôi. Mà quan trọng mượn ai? Cái nhất trong nợ công vấn đề là mượn của ai? Cái thứ hai là cái hệ thống trả nó như thế nào? Giống như nợ công của Trung Quốc là mượn nước ngoài, nợ công của Mỹ là mượn của Mỹ. Mà nợ công thằng nào mà mượn của chính nó đó là nợ công xịn. Nợ công xịn nó sẽ tạo kích cầu tất cả mọi thứ luôn. Giống như chính phủ Mỹ là nhà băng vậy đó. Ủa lộn lộn vậy. Mấy tài phiệt Mỹ là nhà băng, chính phủ Mỹ mượn tiền của tài phiệt Mỹ, chuyện nó có gì đâu để nói. Còn ví dụ như bây giờ phải đi ra nước ngoài mượn nợ, cái đó mới đáng nói đó. Ngày hội mua sắm cuối năm của Trung Quốc tháng 10 và tháng 11, tháng 11 cho thấy khả năng kinh tế của nước này sẽ rơi vào suy thoái. À hèn chi cái này của Trung Quốc hả? Hèn chi ngày hôm qua là tụi nó tự nhiên săn sale, tao đâu hiểu quỷ ngày đâu săn sale trời. À, CPI top 10 nền kinh tế thế giới 2023, Mỹ 80.000, China 12.000, Đức 52.000, Japan 33.000, Ấn Độ 2.000. Tự nhiên đọc cái tay nó cấn cấn rồi. Ấn Độ 2.000 hả? Ủa lộn, UK 49.000, Pháp 46.000, Italy 46.000, Brazil 10.000, Canada 53.000. Trung Quốc dọa như vậy, Nhật với Mỹ chắc không quan tâm đúng không anh? Cũng quan tâm chứ mày. Tại vì bây giờ Trung Quốc chơi mà không nhập cá đồ này nọ kia rồi, cá đánh bắt nhiều quá bán cho ai đồ. Lúc này nông dân Nhật người ta cự chứ. Nông dân Nhật người ta cự thì chính phủ Nhật phải tìm cách giải quyết. Có thể là mua lại xong rồi đi làm từ thiện đồ. À, Việt Nam chuẩn bị xây tòa nhà cao nhất Đông Nam Á trị giá hơn 4 tỷ đô. Anh có đánh giá sao về dự án này không nhỉ? Đất tăng giá thôi chứ đánh giá gì mày? Đất tăng giá thôi à. Cái đó không quan trọng. Đối với em cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất là hạ tầng chứ phải quan trọng nhất là cái building. Nhiều khi giấc mơ con đè nát cuộc đời con nữa. Mấy cái building xây ra mới thành công mới thất bại nhưng mà chôn vốn nó cũng hơi căng. Việt Nam đặt mục tiêu vận hành đường cao tốc tốc độ cao 2050, anh thấy khả thi không? Vậy cho anh hỏi định nghĩa cái chữ đường sắt tốc độ cao cụ thể là gì? Chạy được chạy từ đâu tới đâu, nói cho rõ. Chứ bây giờ những cái target mà nó xa quá thì anh không có bàn luận. Đối với anh 5 năm đã quá xa để bàn rồi, bàn thêm cái chuyện 20-30 năm căng. Dạ, dạo này tôi coi trên IT thấy nhiều thằng mới qua Mỹ mà làm mấy cái video xạo láo nhiều quá. Ông thông cảm đi ông ơi, người ta làm người ta kiếm tiền thôi. Miễn nó không quá đáng thì thôi, ông khó quá. Bây giờ dù gì á, thì ví dụ như ông ở Mỹ thì ông là người Mỹ, người ta qua Mỹ người ta là du khách, người ta là khách, ông là chủ. Ông chấp nhất thấy mẹ luôn, ai qua được. Cũng là đồng bào thôi, mắt nhắm mắt mở cho qua mẹ nó đi, nó thiệt. Nhiều ông khó ở ghê. Tôi có khó đâu. Tôi đi về Việt Nam nè, bóng ông Việt Kiều trên sân bay kìa, tôi toàn là chúc họ có chuyến trải nghiệm vui vẻ thôi. Chứ tôi có hỏi họ, ông qua Mỹ chuyện gì vậy? Ông về Việt Nam chi vậy? Rồi hỏi mấy câu này là 9 bỏ làm 10 đi, không quá đáng thì thôi. Chứ ở đâu cũng vậy thôi à. Mẹ toàn là nổ với xạo không? À, ca sĩ Chu Bin gặp sự cố trên sân khấu vì bệnh đường ruột mà bị cộng đồng mạng cà khịa thì kém văn minh phải không anh? Đi cà khịa người ta là coi như là không có văn minh rồi mày ơi. Huống hồ gì đạp người ngã ngựa. Cái tao ghét nhất mấy thằng đạp người ngã ngựa đó, người ta đã thua người ta ngã ngựa rồi mẹ đưa nâng ta chạy mới quân tử chứ, chơi chơi đạp người ngã ngựa mày với tấn công đàn bà nữa, mấy cái đó hàng kinh luôn á. Thí dụ như cái vụ của Ý Nhi đi, ok con gái người ta nói gì được rồi, mấy cái thằng nó vai 5 thước rộng mà thân 10 tấc cao cũng bay vô đang cắn như đúng rồi rồi, con nào dám quen đúng không, con nào dám quen. Tao nói ừ, Ý Nhi dù gì này nó có thể nó nói này nói kia thôi, mà tự nhiên giờ mình cũng lẫn gái mẹ nó cắn được nhỏ này, mốt mình giờ làm vợ nó cắn tới cái gì. À, có mấy thằng nó hay thở câu ăn ăn cơm dưới đất lo chuyện trên trời, anh Duy có lời gì gửi bọn nó không? Nó có đi học ngày nào đâu gửi lên chi, mệt với mẹ ơi. Nói vậy thì thôi, tự nhiên kiến thức lớp 11 dạy toàn là ròng rọc với dạy toàn là con lắc không để làm khí khô gì. Tiền ăn cơm còn có nó dạy mấy đó chi tốn thời gian, kêu nó ngon nó đạm đi. Mấy đứa đó nói làm gì, chữ nghĩa có mấy câu
mình sống mình vì mình thôi chứ cuộc sống là anh em cái cây cái cỏ nó biết dương ánh sáng, còn cái lũ này nó rút vô trong hang núi không cãi bà nó đi chứ chưa nói gì giờ. Các vị hiền triết ngày xưa người ta không có khoa học, người ta cũng biết rằng chỉ có lấy nhu mới thắng cương thôi. Người trốn xuất khẩu lao động có phải tiền môi giới quá cao không anh? Vì lý do gì Cốc cần biết, mày trốn vào nước người ta chỉ biết mày trốn thôi chứ người ta Cốc cần biết nguyên nhân gì. Ok, nay chương trình học của TV xóa môn tiếng Anh rồi anh, mày kệ bà muốn là làm gì đó làm ke mày ơi, cả thế giới đi học tiếng Anh mày chơi mày xóa tiếng Anh. Bởi vậy người Nhật á, người ta muốn chọc người Nhật á, người ta chọc như nè, ông nói tiếng Anh như tiếng Nhật. Bây giờ đừng có nói cái giọng chảnh, tao không cần nói tiếng thằng nào, cái đó là nói cái giọng chảnh cực đo mà ngu dốt. Sống trên đời phải biết ngoại ngữ để giao thương quốc tế, nếu mà đã là người Mỹ nói tiếng Anh thì cần phải biết thêm ngoại ngữ khác, tiếng gì đó mày thích. Còn ngược lại nói giọng xó tiếng Anh thì xem như tự bóp, vì viết viết code làm chương trình để phát triển công nghệ mà bằng tiếng Anh thì chắc xỉu. Bởi vậy nghe sợ quá nó mới bỏ tiền nó liều mạng đi qua bên Mỹ Tây cơ đó, xong rồi nhập cư lậu vô Mỹ đó. Mấy em biết cái đường dây đó không? Anh chỉ mới nghe nghe nó cực kỳ mắc cỡ luôn. Mấy em nghe tới cái vụ mà đi qua Mỹ Tây cơ, đi du lịch qua Mỹ Tây cơ nha, xong rồi đi đi vượt biên qua Mỹ, nó có đường dây mấy em. Ở Việt Nam môn tiếng Anh thì tự chọn chứ không bắt buộc như như toán như văn. Không có nói thiệt với mày, cái chuyện bắt buộc tự chọn nó quan trọng. Tại vì bản thân em là phụ huynh mà biết thương con á, đẩy nó ra anh văn hồi Việt Mỹ học hết rồi. Chứ đâu có cần tiếng Anh trong trường đâu. Nên cái chuyện á, mà tự chọn hay bắt buộc không quan trọng. Anh đã nói với em rồi, sống trên đời có cái chung và cái riêng. À, Mỹ không cho người TQI qua trực tiếp nên phải đi đường vòng anh, làm gì có mày. Chinatown bên TQI đông lắm, giỡn đâu. Nó thẳng ra bà không có tiền đi, không có tiền nhưng không có tầm, rồi cho lẹ cho vuông. Rồi bây giờ lý do là tại sao đi qua Mỹ vượt biên qua bên này, nó có cái đường dây về nè mấy em. Bây giờ ở bên đất nước Guatemala nó đang bị khổ. Rồi xong rồi cái chính quyền của ông Biden đó, ông mới ra một cái luật đó là giống như mở mắt nhắm mắt mở cho những người dân lương thiện của Guatemala đi qua Mỹ làm ăn sinh sống đổi đời. Nên nên TQI mới lủi qua bên Mexico lùa vô cái dòng đó. Xong rồi ráng chịu khó học nói tiếng Guatemala sơ 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 rồi. Hoặc là im luôn, chỉ nói no English, no English rồi xong. Đó là lợi dụng chính sách của Mỹ. Mà ông Mỹ này cũng ngộ ghê á, tự nhiên chơi vậy á. Trong khi mấy bạn Mỹ phải nào là bơi hồ, không bơi hồ phải leo rào đồ. À, nhắc tới leo rào mới nhớ. Ở trên mạng có những cái video đó cà khịa cái hàng rào của Mỹ mấy bạn. Nói hàng rào của Mỹ là 5 tỷ đô nè, mày mày leo cái một. Ủa cái poi đó là gì? Cái poi đó là ủa cái thằng leo rào đúng hả? Bộ Giáo dục thì quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho tất cả các ngành đại học, đại biểu Quốc hội thì đề xuất ngoại ngữ không cần thi, không mắc sen add on, không bình thường sao? Chuyện bình thường anh thấy mới tại sao em suy nghĩ là làm anh buồn cái gì? Tại vì á một cái xã hội thì nó phải có nhiều quan điểm. Người này nghĩ thế này, người kia nghĩ thế kia thì họ đưa ra những cái quan điểm đó để cuối cùng mình vote, đó mới là văn minh chứ không phải là một cái xã hội mà đưa ra phát một chả ăn ma nào nó vote hết á. Con sao là vậy là chưa được, nên vậy anh thấy bình thường. Còn ở trong cái chung có cái riêng, thấy cái chung nó không hợp thì mà lo làm cái riêng. Lo làm cái riêng làm sao? Đi vô anh văn hội Việt Mỹ mà học, cái chuyện thi cử ngoài kia cho hình thức thôi. Ok, sao Mỹ giàu mạnh nhưng tiếng phổ thông lại chọn tiếng Anh vậy anh? Đi, tại vì Mỹ nó giàu mạnh nhưng mà nó đâu có tiếng Mỹ, nó có tiếng Anh mà. Tức là ngày xưa cụ tổ của Mỹ cũng nói tiếng Anh mà em, chứ đâu phải Mỹ là nó là quốc gia cho mấy quốc gia khác đâu. Nó là quốc gia của những người bất hạnh khổ nạn này, nó tụ tập với nhau là thành quốc gia. Nó là quốc gia thuộc địa của Anh. Rồi ngày rồi xong rồi bị Anh áp bức này nọ nhiều quá tức không? Nên mới khởi nghĩa đập lại thằng Anh. Mà xui xui sao đập được luôn. Mỹ không có chính ngôn ngữ chính thức đúng không anh Duy? Ủa mấy cái đó là xạo ke đi thi sàm sàm thôi. Cái đó tao nói thiệt á, anh hình như là gì? Ai là triệu phú có câu đó đúng không? Mẹ cái câu đó câu tricky question. Mỹ có xây hầm nào như chui sông như hầm Thủ Thiêm không anh? Thôi đi má, nói về hầm của Mỹ, hầm cụ tổ rồi. Đi bên New York kìa, hầm trăm tuổi không? À, còn hầm Thủ Thiêm nhà mình nó nhỏ xíu à. Tự nhiên em so vậy sao anh ngoại giao được em? Sống trên đời phải biết mình biết ta, biết thế giới ngoài kia nó rộng lớn, không đương nhiên mà nó là G7. Còn mấy hàng pha ke sau này á, làm lởm chà lởm chởm mẹ nổ, nổ được trên tóc tóc thôi. Đối mặt với khủng hoảng nhân khoa học, Trung Quốc ép phụ nữ về nhà đẻ con, thì ở bên Việt Nam cũng mới vận động lấy chồng lấy vợ gì trước 30 tuổi mà tiền đâu cưới thì không nói kìa. Mà tiền đâu cưới thì không nói, mà nó cưới xong mà đẻ xong rồi tiền đâu nuôi cũng không nói luôn. Quan điểm của anh như thế nào? À, nếu có con nhưng không đăng ký kết hôn mà it's freedom. Cái chuyện đó không có quan điểm, cái chuyện đó là chuyện quyền tự do. Người ta có con hay không có con kệ người ta, ta có kết hôn không kết hôn cũng kệ người ta luôn. Sống văn minh là phải là như vậy, chứ không phải là sống văn minh rồi mà đi mình xỉa xói cái chuyện riêng tư của người ta làm gì? Miễn sao người ta có con, người ta nuôi con cho con cái người ta tốt là ok. Còn mà có con mà nuôi không được nó lên mạng để sao chứng tỏ hoài đó, cái đó là phải ngẫm.
À, các nước châu Âu kêu Israel ngừng bắn là gì? Lá bài dân chủ đúng không anh? Nếu đánh rác thì Mỹ và EU khó nói trước thế giới, đúng, khó nói. Nhưng mà nói chung á, là đại loại là Mỹ châu Âu cũng thấy thôi đủ rồi, enough, đủ rồi, enough. Mày cũng đã giải tỏa được cơn khát rồi, mày cũng trả được thù rồi, enough. Anh nói rồi, lịch sử mình phải nhớ cái ông Israel này, ông rất là cọc. Mình phải biết ổng, tao nói tránh vô chả xấu mặt nào. Nó mà do vấn đề là Hamas đứt chuột bậy quá, giờ xong dân lãnh đủ luôn. Mà thế giới không cản được ông này, thế giới không có cản được Israel. Cùng lắm mấy bên kia đó thì phản đối này nọ rồi biểu tình này nọ các thứ thì ok, cái nói chuyện đó bình thường, nhưng mà nhúng cái giò vô là bụp nữa. Nhúng cái giò vô là bụp. Nếu mà Iran nhúng cái giò vô là không những Israel bụp mà Mỹ bụp luôn. Iran cái thế không chơi được. Nên Iran phải bỏ tiền ra cho hiện tại có hai thổ phỉ nhúng vô kìa. Xong rồi Israel lụm luôn, đem F-16 qua lụm thổ phỉ bên kia luôn. Nên gọi là không hiểu về Israel thôi, không chơi được. Nó Israel không phải là thiện nam tín nữ nha các bạn. Thiện nam tín nữ là gì mà quýnh tao nhận đời không có đâu. Nguyên tắc của Israel á là nợ một ơn trả một đời. Em thấy Gaza sáp nhập vô Israel thì dân chắc cũng ngon hơn dưới trướng của Hamas. Quan trọng là biết thức thời. Mày nói hay rồi nhưng mà thức thời được là khác đạo. Bên kia đạo Hồi, bên này đạo Do Thái giáo, sao vô chung được. Nói tóm lại á, thì cái vùng đất đó đó là ngày trước Liên Hợp Quốc chia cho Israel là đúng rồi. Ủa sorry, rồi chia cho Palestine là đúng rồi. Mà Israel cũng ý cũng ok luôn. Rồi mày chia tao chịu, rồi tao mày sống hòa bình. Tại thời điểm đó Liên minh Ả Rập không có chịu. Cũng Liên minh Ả Rập bay vào bọc Israel. Israel nóng quá lỡ tay lụm mấy cục đất. Rồi cái cụm từ mà Israel cướp đất từ đó mà ra. Đâu phải tự nhiên tôi cướp mày gõ vào đầu tao lỡ cướp à. Cướp rồi cũng có trả. Có trả mấy em. Trả cho Ai Cập bán đảo Sinai. Bự lắm chứ mà giỡn đâu, coi đi. Coi bản đồ đi, bự lắm. Rồi xong bây giờ Israel bây giờ Israel nói rằng thôi giờ bán đảo nó bự quá, hai đứa mày cùng đạo, hai đứa mày dễ chung đi, chỗ này để tao với Hamas quýnh lộn. Bên phía Ai Cập không chịu, Ai Cập nói thôi tao nói chơi chung chơi vậy thôi chứ mày kêu nó về nhà tao không ở đâu, vợ tao không cho. Rồi phía Hamas cũng không chịu luôn, nói thôi mày đừng đi, mày đi nó quýnh tao chết. Rồi xong rồi phía 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 Palestine cũng có người đi, người không đi. Cái người mà không đi người ta nói là thôi đất tổ không đi thì cũng đúng, đất tao kêu tao đi thì cũng khó. Rồi xong rồi Hamas mới chơi lít chuột cứu nó ra kìa, rồi lít chuột cứu này cao cờ đang chiến sự liên miên qua thăm Trung Quốc, mà bây giờ Trung Quốc tiếp thì ăn nói làm sao với thế giới. Ông Iran không tiếp được, tại vì ông Iran ông nô lo, ông cần lực gì cho tao thích ai kệ tao. Còn giờ Trung Quốc là nước lớn đúng không, đang thể diện này nọ kia thứ vô Hamas vào trung bàn, trời khó nói nha. Mà từ chối thì đây về đó phốt. Em nghĩ thằng Thổ có tiếng nói đó anh, nói móc gì mày ơi. Anh biết là thằng Vàng A Pháo là rất là idol mấy cái thằng là láo cá, tức là cái miệng thì quang quang to to lên á, rất là idol luôn. Và Thổ là một trong những người như vậy. Còn quan điểm của anh đó là một đất nước nó mạnh á khi người ta nghĩ gì về đất nước đó, chứ không phải đất nước đó nó mạnh á là đất nước đó lên mạng nói từ lưa. Giống như thường thường trẻ trâu lên mạng nó nói cũng ghê nữa. À, vì Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng sẽ chấp nhận Thụy Điển gia nhập NATO nếu Quốc hội Mỹ thông qua bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đó, đang kiếm cà phê đó. Mà châu Âu với Mỹ dính nhân quyền nên khó cản di cư phải không anh? Không, di cư lậu đâu cản được đó chứ. Nhưng mà trong dòng người lậu có cái không lậu, nó khổ vậy. Có người ta khổ thiệt mày ơi. Nên em đi qua Mỹ đi. Hồi giáo cũng đông lắm, bộ đi tập gym thấy quấn khăn không? Anh Duy thấy sao khi cổ phiếu VIN bữa giờ tăng mạnh mà nhìn cái volume đi. Mày tăng mạnh hay giảm mạnh vậy đó, có nhìn vô cái volume, đúng không? Thí dụ như cái volume mà nó quá thấp là nó đang bị control bởi một cái thế lực tên Tú. À, Tú chém gió control cổ phiếu luôn, ghê chưa? Còn cái volume mà nó bình thường á thì nó là bình thường, còn volume nó không bình thường chắc chắn nó bình thường rồi. Đơn giản thôi, giờ cổ phiếu VIN thì mới mà VIN VinFast bên Mỹ thì mới thôi, mấy em chưa nghiên cứu nổi đâu, qua bên Tesla lâu rồi đó. Qua bên Tesla đi bập đó, em coi coi. Bây giờ học toán nha. Em lấy cái giá trị thị trường á là cái market cap. Ok chưa? Em chia cho một cổ phiếu giá thời điểm hiện tại nó sẽ ra tổng cổ phiếu, đúng chưa? Rồi em nhìn vô cái volume là cái giao dịch hàng ngày, thì em lấy cái volume em chia cho tổng cổ phiếu nó ra cái phần trăm, rồi mày đối chiếu phần trăm giữa các hãng đi, coi nó bình thường không. Cái đó là bài toán nhập môn cho mấy đứa chưa biết gì mà chơi cổ phiếu đó. Còn mấy đứa mà không biết mấy đó thôi chơi mà chết chắc rồi, bởi vì cổ phiếu bạn bè bên Mỹ nhiều thằng đó. Hồi xưa đi học tao cứu nó không nữa, hồi xưa đi học anh cứu tụi nó không đó em. Bây giờ qua bên thằng đứa làm nông, đứa làm neo, xong để dành được tiền chơi cổ phiếu lỗ sạch, trời trời thiệt luôn chứ chán chả muốn nói. Bạn anh đó, đứa làm nông đứa làm neo để dành tiền cực khổ xong rồi chơi cổ phiếu mới điên chứ. Thí dụ nó chơi ngay từ lúc nó nghèo thì nó chơi không nói, còn lúc này nó để dành tiền mấy em, để dành tiền, thằng thì tính cưới vợ, thằng tính mua nhà,
Nó nghe lời biết ai kêu á, làm neo thì bây giờ không bằng như hồi xưa, tiền dành dụm thì đã mất đi rồi, thêm món nợ nữa. Hỏi gì ơi, giờ tao dự tính giật thẻ luôn được gì? Nó mày chơi kiểu đó thôi đừng nhìn mặt tao, tao nói thiệt, mày chơi tới kiểu đó thôi đừng đừng nhìn mặt tao luôn, đừng có đi nhậu gặp thằng nào nói kể ừ, Duy Nguyễn mới qua tao gặp nó, ở Phúc Lộc Thọ đi ăn ăn mì tao cơm tấm xà bì trưởng đồ thôi dẹp nha. À, cảnh sát giao thông giờ có quyền thổi nồng độ cồn khi dân chờ đèn đỏ như nghĩ sao? Anh bị mấy lần nè. Nó tóm lại anh cái vấn đề anh cũng biết nó làm sao thì phải làm cái chuyện đó thì nó nhiều góc nhìn lắm em. Dân mình á thì uống rượu lái xe là cái chuyện bình thường, họ không cần care ý thức gì trên trọi, mà cái vấn đề xử nồng độ cồn bên mình là cũng còn tương đối nhẹ. Bây giờ tự nhiên bây giờ cảnh sát giao thông phải bỏ bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra làm việc đó cũng uổng với em, thấy không? Phải làm những việc lớn hơn này nọ, nói chung trong đó thì chỉ cần ý thức người tham gia giao thông nó cao lên, đừng đừng có đi uống rượu mà lái xe nữa, hiểu không? Cái đó là mấu chốt của vấn đề, mà muốn cái đó nó cao lên là dân trí, mà dân trí là một cái bài toán mà nó dài còn hơn dây thun nữa. Dạo này thấy ngành xe điện China khá mạnh so với phần lại, anh nghĩ mạnh trên báo thôi, mạnh trên báo thôi. Tesla bên Mỹ còn chết lên chết xuống kìa.